Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2021 Tân Sửu Nam Mạng, thoát khỏi thái tuế, mở ra nhiều cơ hội mới, tài lộc dồi dào. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mão mệnh thủy có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, vinh hoa phú quý. Dù vẻ bề ngoài vô tư, lạc quan, nhưng đôi lúc người này cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, người thân xung quanh phản bội. Vì thế, tuổi Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Nhưng trong năm 2021 sắp tới sẽ hoàn toàn khác, sẽ là một năm mà tuổi Ất Mão có ý chí quyết tâm cao hơn cả. Bởi trong năm 2020, nam tuổi Ất Mão đã bị thái tuế kìm hãm, lại cộng thêm dịch bệnh, khiến con giáp không thể đứng yên một chỗ. Thời điểm 2021 chính là thời điểm mà tuổi Ất Mão bứt phá, phá vỡ tính cách để tìm cơ hội tốt để phát triển bản thân. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Ất Mão sẽ xảy ra những điều gì? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Ất Mão trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Ất Mão thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Sau một năm chịu sự kìm kẹp của thái tuế, bước vào năm Tân Sửu 2021, nam tuổi 1975 đã không có quan hệ gì với thái tuế. Tuy vậy, trong năm Tân Sửu, thái tuế phát sinh thiên tài tinh và thiên quan tinh, tạo nên nhiều cơ hội và may mắn bất ngờ trong mặt tài vận của bản mệnh. Như bạn cần phải cẩn thận vì bạn không phải là người quá chu toàn và chắc chắn về tiền bạc. Nhờ đường tài lộc tốt đã khiến nguồn thu nhập của con giáp khả quan hơn rất nhiều so với năm trước. Tài chính khá dồi dào, đôi khi sẽ có của cải một phần. Nếu nắm bắt kịp thời thì có thể thu được rất nhiều tiền. Sự nghiệp trong năm 2021 của con giáp cũng mở ra rất nhiều cơ hội mới. Đặc biệt là đối với những cá nhân làm doanh nhân sẽ có những cộng sự đắc lực để tham gia và đưa ra những hướng đi tốt nhất. Xét về mặt tình cảm, nam tuổi Mão năm nay có vận đào hoa vượng, người độc thân có thể tìm kiếm được tình yêu nhưng hơi long đong, dù một lòng một dạ với nhau nhưng có thể sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có. Còn về mặt sức khỏe trong năm, nam tuổi Ất Mão sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần bạn chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ và ăn uống đầy đủ, đừng quá chăm chăm vào công việc mà quên mất bản thân. Có thể thấy được, sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế và dịch bệnh, sang năm 2021, nam tuổi Ất Mão sẽ gặp được rất nhiều may mắn từ công việc cho đến cuộc sống. Để có thể tận dụng vận may, tạo nên sự bất phá bù đắp những tháng ngày không có gì tiến triển, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo thêm pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2021 thuận lợi, phát triển và hành thông hơn rất nhiều. Tất cả điều đó đều nhờ vào khả năng chiêu mời quý nhân giúp đỡ của vòng. Đồng thời, vòng còn giúp tăng vận khí, chiêu cát lành, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Ất Mão. Sở dĩ vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt, mặt trước của vòng là 8 pháp lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mặt sau là bộ chú Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên với sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021, tuổi Ất Mão Nam Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó, có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe.
Từ đó quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. 1. Về mặt sự nghiệp. Bước sang năm Tân Sửu, tuổi 1975 có vận trình sự nghiệp vô cùng tốt đẹp. Trong năm Thiên Quan sẽ mang tới không ít cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc. Hãy chủ động nắm bắt. Bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực mà bạn đang thực hiện. Đặc biệt, những người làm việc công sở sẽ khẳng định được sự tận tâm trong công việc, được lãnh đạo quý trọng. Trong năm nay, bản mệnh sẽ được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Nếu bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này. Còn đối với những người làm việc tự do, trong năm sẽ có nhiều mối quan hệ mới, mở rộng con đường sự nghiệp. Các mối quan hệ này không chỉ là đối tác thông thường mà còn như quý nhân hỗ trợ bản mệnh phát triển trong năm. Có thể nói rằng sau khó khăn, thách thức, thậm chí có thời điểm ngã bệnh vì căng thẳng công việc, cuối cùng tuổi Ất Mão cũng hái được kết quả. Để có thể kích hoạt may mắn, bản mệnh hãy đeo bên mình vòng bát bảo tâm kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2021 thuận lợi, phát triển và hanh thông hơn rất nhiều. Tất cả điều đó đều nhờ vào khả năng chiêu mời quý nhân giúp đỡ của vòng. Đồng thời, vòng còn giúp chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh trong quá trình phát triển sự nghiệp của bản mệnh. Về mặt tài lộc, trong năm 2021, nam giới sinh năm Ất Mão có thể nói là đáng tự hào, sự nghiệp tiến triển tốt, vận may về tài lộc cũng khá tốt so với năm 2020. Khả năng tăng lương vào năm 2021 là rất cao, càng về cuối năm thì tiền lì xì và phong bao lì xì sẽ càng cao, có thể cải thiện đời sống hàng ngày rất nhiều. Còn đối với những người kinh doanh, buôn bán, năm nay làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh cả năm. Tuy nhiên, trong lúc tiền đang đến, hãy cẩn thận với việc vay mượn tiền bạc. Nếu đã quyết định cho vay thì phải quan sát tính cách của đối phương, nếu không sẽ rất khó thu hồi lại số tiền mình đã cho vay. Để có thể gia tăng vận khí tài lộc, tuổi Ất Mão hãy mang theo bên mình bát bảo tâm kinh. Với sức mạnh của pháp khí sẽ giúp cho bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021. 3. Về mặt tình duyên. Nam giới sinh năm Ất Mão 1975 sẽ có đường tình cảm tốt đẹp, may mắn nhất định sẽ xuất hiện với bạn. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn là tốt với bạn. Theo thầy Gia Cát thì những ai còn độc thân năm 2021 có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi bản mệnh phải chủ động tìm kiếm. Tuy nhiên, trong quá trình yêu nhau sẽ có những bất đồng không đáng có thể giải quyết ổn thỏa hay không còn phụ thuộc vào cách làm của nam tuổi Ất Mão. Với những người đã có gia đình, người đàn ông tuổi Mão lúc này nên chia sẻ với vợ hơn là cứ lảng vảng bên ngoài. Nếu cứ ra ngoài thường xuyên sẽ chỉ khiến xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng tổ ấm cho gia đình, trở nên hạnh phúc. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Ngoài ra, vòng tay sẽ giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. 4. Về mặt sức khỏe. Xem tử vi tuổi Ất Mão trong năm không xung khắc mạnh với thái tuế, con giáp có thể an tâm về vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, bạn càng phải cẩn thận hơn, nhất là khi giao du với mọi người thì phải kiềm chế tửu lượng, uống lâu sẽ dẫn đến họa thị phi. Ngoài ra, nam tuổi Mão sẽ bận rộn với công việc và khó có thời gian nghỉ ngơi nên thường nổi cáu, uống nhiều nước ấm vào những lúc rảnh rỗi và dành thời gian cho mình nhiều hơn để ngủ hoặc thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Bản mệnh có ý thức hơn về việc rèn luyện, nâng cao thể chất, hãy chủ động thăm khám để phòng ngừa bệnh tật, luôn để sức khỏe trong tầm kiểm soát. Chỉ có điều, những thời điểm thiên cẩu hung tinh rình rập sẽ khiến bạn bị té ngã hoặc va quẹt xe cộ. Cho nên bạn nên cẩn thận hơn, đừng lơ là, chủ quan, ắt tránh được họa này. Chính vì vậy mà các thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo,
tinh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ sao hạn của tuổi Ất Mão, Nhu Mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. 1. Vận hạn năm 2021 của tuổi Ất Mão. Trong năm 2021, tuổi Ất Mão sẽ gặp phải hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người ngủ nhờ, kẻo có tai bay, vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Trong năm, người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn, đó sẽ là bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất, đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, sẽ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính. Ngoài ra, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của bởi có thể gặp phải người gian, trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Cổ nhân thường nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cho nên trong năm 2021, năm tuổi Ất Mão nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. Trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tổn, sao chiếu mệnh. Tuổi Ất Mão năm 1975 Nam Mạng trong năm 2021 là 46 tuổi, bị thổ tú, ngũ mộ, chiếu mệnh. Sao thổ tú có ngũ hành thuộc thổ sẽ trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao thổ tú chiếu mạng cần đề phòng, kiêng kỵ vào tháng 4 và 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc, hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Ất Mão Nam Mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin của mình và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng khi được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.